Theo tin của báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ Timesline cho biết, cảnh sát Nam Phi vừa bắt giữ 8 người, trong đó có 6 người Việt vì săn bắn, giết và sở hữu nhiều bộ xương động vật, trong đó có sư tử. Cảnh sát lục soát hai xe hơi phát hiện bên trong có nhiều bộ xương và thịt sư tử, da hổ cùng với nhiều dụng cụ, phương tiện được cho là để sử dụng để nấu cao hổ và sư tử. Sau khi bị bắt, thì nhóm nghi can đưa cảnh sát đến một trang trại. Tại đây, thì cảnh sát đã phát hiện ra đây nơi có hơn 40 sư tử bị giết trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 vừa qua. Tòa án Nam Vi sẽ mở phiên xử xét xử vào ngày 5 tháng 12 tới đây.